Thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, một đô thị trẻ với những sản phẩm đặc trưng của nắng, của gió, của đất, của người, nơi miền biên viễn Tây Nam đang nỗ lực từng ngày để trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Ký sự truyền hình Sức sống mới Tịnh Biên phát sóng lúc 16 giờ thứ bảy ngày 9 tháng 12 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và 21 giờ 45 phút chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2. Kính mời quý khán giả đón xem.